Vừa rồi trong cái giải kéo co là Cóc đứng thứ nhất, Tân Hoa thứ hai, Phiêu Luông thứ ba. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng riêng năm Quý Mão, ở xã Bình An, huyện Lâm Bình có một cái lễ hội rất là vui. Tuy rằng tôi đến hơi muộn thế nhưng mà vẫn gặp những cái không khí lễ hội vui tươi như thế này. Và bây giờ thì tôi xin review vài cái không khí của lễ hội để cho mọi người được theo dõi và được biết được lễ hội của xã Bình An, huyện Lâm Bình. Đấy. Ở lễ hội thì có rất nhiều cái dịch vụ như này. Chị em thì là trong lúc giải lao này đã sử dụng cái dịch vụ ăn mía rồi uống nước giải khát và ăn các loại bánh hoa quả. Cảm ơn anh ơi, cảm ơn. Cảm ơn anh ơi. Xin cảm ơn chị. Xin chào nha. Xin cảm. Cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều. Đây một chị gái có mặt ở lễ hội của xã Bình An. Chị tên gì nhỉ? Chị tên là Nhất ạ. À? Chị Nhất là chị ở đâu? Chị ở sở tại đây ạ. À? Xã luôn à? Vâng. Vâng ạ. Chúc chị năm mới vui vẻ, may mắn nhá. Vâng ạ. Vâng chị ạ. Chị ở đâu ạ? Chị cũng ở đây ạ. Vâng ạ. Chúc chị năm mới an khang thịnh vượng nhá. Em cảm ơn chị. Và đây là rất nhiều những cái dịch vụ ở trong lễ hội. Còn đây chắc là đây sẽ là một phần thi của lễ hội rồi. Có xôi ngũ sắc và có chủ đề đàng hoàng. Đấy, mọi người có thể theo dõi này. Đó. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thế này mà được thưởng thức cái món xôi ngũ sắc này thì là cực kỳ là nhớ mãi trong cuộc đời. Đó, xôi ngũ sắc hoàn toàn bằng lá rừng hết. Vâng, trong lễ hội thì có rất nhiều dịch vụ và có rất nhiều trò chơi, có rất nhiều hoạt động. Tôi xin được sơ qua để mọi người nhìn thấy các hoạt động trong lễ hội. Đây là các chị em ở các dân tộc khác nhau đã gặp nhau trong lễ hội. Đó, các trang phục màu sắc khác nhau. Tôi cũng chưa biết được là dân tộc gì, nhưng đây là một em bé dân tộc Dao Đỏ. Đây là các em gái Hơ Mông. Đây là một thiếu nữ Hơ Mông. Đây là một em bé Dao Đỏ. Và đây là một em gái Hơ Mông.
ngủ. Từ biết đầu tiên. Đây các thiếu nữ hơ mông này ạ. Các thiếu nữ hơ mông. Mông thì có rất nhiều, mông hoa, mông trắng, mông đen và các loại mông. Đây cũng là mông. Váy áo của các em này là biết ngay là dân tộc Mông rồi. Mông gì thì mình chưa hỏi các em được. Các em, anh hỏi tí, mình là mông gì? Mông đen thôi ạ. À, mông đen. Đây là giới thiệu với mọi người, đây là mông đen ạ. Đó. Review với mọi người một cành hoa mơ. Hoa mơ hoặc hoa mận gì đó, hoa mận, hoa mơ thì là có thời điểm nở hoa cùng nhau. Còn đây là một bạn thị tham gia thi về ẩm thực. Đây là các cái bắn rượu, chai rượu và các cái món ăn ẩm thực khác nhau, bánh dày, xôi ngũ sắc, đó rất là hấp dẫn, toàn các món hấp dẫn luôn. Đây là một chú cá chép, đây là một chú cá chép. À, cái mâm mập thực này quả thực là hấp dẫn. Món ngô luộc. Món ngô luộc. À, các món gì khác nữa. Có một em bé đang rất thích những món này. Còn đây là những cái chủ tiểu thương bày bán những cái sản vật của địa phương. Đó, dưa hấu, ngô luộc và bắp bi chuối rừng, cam. Đây hoàn toàn là những cái sản vật của địa phương hết. Đó, em gái Tây, đây một em gái Tây. Chào mọi người. Ok, em gái Tây đang chào mọi người. Còn đây là một trận thi đấu bóng chuyền hơi. Đây là một bộ trận đấu bóng chuyền hơi. Vâng, sơ sơ thì review cho mọi người xem không khí của lễ hội như thế thôi. Còn rất nhiều hoạt động khác nữa. Còn đây là tổ kỹ thuật của lễ hội. Xin chào em. Chào tất cả mọi người của kênh YouTube đây. Chào tất cả mọi người nhá. Ok, xin cảm ơn bạn. Đấy, đây bộ phận kỹ thuật làm nên thành công của lễ hội. Đấy. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc clip ở đây. Lễ hội thì kéo dài hết cả ngày hôm nay, nhưng mà tôi thì không có thời gian để review cho mọi người, cho nên là cũng chỉ kịp thông báo với mọi người là lễ hội kết thúc ở đây. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn.